Mình Sao mình mình Anh ơi, con có đó không nhờ mình nhờ? Yes, Yes, I am here. Okay, thank you. Right, thank you for coming so soon. Cảm ơn vì hôm nay con đến sớm nhé. What are you doing? Con đang làm gì vậy? con đang làm bài. À, đang làm bài hả? Is it my homework or is it your school homework? Yeah. My homework. Bà của cô cho hay là bà trên trường cho nhà Minh nhỉ? Bài con trên trường cho. À, bài trên trường hả? What subject is it? Is it math? Math. Is math. Is it? Thế cô biết cái môn công dân toàn cầu mà. Oh, this is the first time I've heard of it. Lần đầu tiên cô nghe luôn á. Lần đầu tiên cô nghe là lần hồi trước là cô học có môn giáo dục công dân nè. À, bằng môn công dân toàn cầu là lần đầu cô nghe luôn. Cô con bảo là cái môn đấy chỉ có ở bên school. Môn đó chỉ có ở bên school thôi hả? Môn đấy là GP. À, ok. Is it difficult? Có khó không mình? Nó không khó đâu. Nó chỉ là viết dài với cả đọc dài. Viết dài, đọc dài. Ok. We have 3 minutes left. Do you want to start the class now or do you want to wait for 3 minutes? Mình còn 3 phút nữa là bắt đầu giờ học rồi thì con có muốn là học luôn không hay là đợi 3 phút nữa? Đợi 3 phút nữa cô ạ. Ok, 3 more minutes. Okay. Ok, mình 3 minutes, it's over. Rồi, hết 3 phút rồi nha mình nha. Right, Minh, are you there? Con có đó không nè?
is it? Yes, it is 8 p.m. now. I see your message. Bây giờ 8 giờ rồi này. Right. Are you ready to study? 8 giờ rồi thì bắt đầu học được chưa? Được rồi. Tao phải đếm từng giây luôn vậy hả Lâm Minh hả? Right, thank you. Okay. Rồi, 3 phút thì có đủ con làm bài tập môn công dân toàn cầu không? 35 phút ạ. Không, cô bảo là vừa rồi mình có 3 phút để cho con hoàn thành bài tập môn công dân toàn cầu ấy, thì con làm kịp không? Làm hết chưa? Không làm. Không làm nữa. Okay, if we finish this class, you will have time to complete your homework, okay? Khi nào thì con phải nộp bài tập mà môn công dân toàn cầu này? Thứ hai à, on Monday. Okay, right. I hope you will finish your homework before Monday. Okay, rồi. Mong là con làm xong bài tập trước thứ hai nhé. Right. Let's go back to our lesson. Right. Last time, after we finished our class, I sent you the homework of part 5, right? Listening part 5. Have you done it? Hôm bữa, lúc mà học xong, cô giao bài về nhà là cô giao hai bài nghe. Một bài nghe mình đã nghe trên lớp rồi, đó là bài số 4, đúng không? Đó, cả bài nữa là bài số 5. Không biết là con đã làm chưa? Bài số 5 này là đặc biệt là bài số 5 con làm chưa? Have you done it? Yes, I done. Oh, yes, you have done it. Okay. Right. Very easy. Very easy. Oh, thank you. Okay, it's the first time I've heard you said that it's very easy. Okay, good. So now if you say it is easy, I want to hear your answer. Rồi, lần này mình đọc đáp án cho cô nhé. Còn có ghi đáp án xuống chưa đấy? Lần trước là chưa ghi là cô hơi bị buồn á. Right, then remember, in this part... con ghi lại rồi thì tốt nha. Rồi lần này có tiến bộ hơn lần trước rồi. In this part, you will listen to an audio about a day trip, right? You have to answer for question 21 to 25 and you have to fill in the blanks. Rồi con sẽ trả lời câu hỏi từ 21, 25, điền vào chỗ trống những cái từ thích hợp ha. Rồi nếu như mà nói về một cái chuyến đi ấy, thì mình sẽ cần phải có những thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm, đúng không? Rồi vậy thì trong chuyến đi này, chuyến đi này thì sẽ xuất phát vào lúc 9:30 sáng. Vậy thì chuyến đi này sẽ kéo dài trong bao lâu? Mình câu số 21. What is your answer for 21? It takes 7 hours. It takes 7 hours. Is that right? Now look at part 5. Okay. Okay. Good job. 7 hours. 7 hours. Very good. Okay. Easy, right? Okay. Sau khi mà nói về cái số tiếng mà chuyến đi này sẽ kéo dài ha, thì cái người hướng dẫn viên người ta sẽ nói gì đến? Là mình có 3 cái điểm để điểm đến, điểm dừng này. Điểm số 1, điểm số 2, điểm số 3. Ok. Number 22. Where will they stop first? Họ sẽ dừng ở đâu trước hả Minh? 22. Họ sẽ dừng castle. Castle. Very good. They will stop at a castle. Good. Right. What is a castle, Minh? What is a castle? Lâu đài. Lâu đài. Okay. Have you seen a castle? Con từng nhìn thấy cái lâu đài nào chưa? Có nhìn thấy rồi. Can you say it louder? I cannot hear you. Have you seen a castle? Yes. Where is it? Do you remember where is it? No. Have you been to Vinpearland in Nha Trang? Yes. Hey, so in Vinpearland there is a big castle. There's a big castle in Vinpearland. Remember? Do you remember? Có một cái lâu đài lớn ơi là lớn ở chỗ Vinpearland Nha Trang nè. If you have been to Nha Trang, you will see the castle. Okay? Right, castle. Hả? Chỗ nào ạ? Tôi chỉ ở trong khách sạn thôi cô. Ồ, chị ở trong khách sạn nữa. Con đi qua cái khu vui chơi ở chỗ Vinpearland đó, nó có nhiều lâu đài lắm. Cô không nhớ là cái nào luôn, nhưng mà cô nhớ là có lâu đài to ơi là to. In the amusement park there is a big castle. Ở trong cái khu vui chơi của Vinpearland nó có một cái lâu đài rất là to. Right. Good. Castle là lâu đài ha. Right.
So where will they stop at 1 o'clock? Number 23, where will they stop at 1 o'clock? 23, Min Min 23, what is 23? Is cafe. Cafe, very good. It is a cafe. Or you can say lunch at 1 o'clock. That is okay. That's right, they stop at a cafe at 1 o'clock to have lunch. Good. Okay, stop number three, điểm dừng số 3. So number 24, what is number 24 here? What is 24 is beach. Beach, very good. Beach or lake. Okay, beach, beach là, what is beach? Beach là gì? Turn on your mic, turn on your mic. Okay, biển. How about lake? What is the lake? Là hồ. Hồ, okay. Have you, how often do you go to the beach? Mink, how often do you go to the beach? Con có hay đi đến biển không? Yes, I often. I often go to the beach. Can you say that again? Con nói lại cho cô đi. I often go to the beach. The beach. Okay. This year. Oh, but not this year. That's good answer. Okay, because we have COVID this year. Okay. What beach? Do you usually go to? Con hay đi đến bãi biển nào nhỉ? Con hay đi tắm biển ở chỗ nào? Remember? Do you remember? Con không nhớ bởi vì mỗi chỗ chỉ đến một lần. Okay, I see, it's okay, good. Right, come back to our lesson. Number 25, the guy told us to remember to take our... Đó là nên người hướng dẫn viên sẽ kêu là mình phải mang theo cái gì nhỉ? Câu số 25. 25. Take camera. Take? Camera, that's right. Take camera. Do you know how to use a camera, Mick? Con có biết xài camera để chụp ảnh không? Is it a real camera? Is it a big camera or is it the camera on your phone? Camera, cái máy ảnh to hơn là không? Hay là cái camera trên điện thoại? Oh, it's a big camera, right? It's a big camera. Okay, I see. Right. Thank you, you finish your homework. I love it. Rồi, hôm nay nhớ làm bài xong nhớ ghi lại đáp án luôn. Chuẩn ha, right. Rồi, ở cái bài này, đây là bài số 4, bài hôm bữa mà mình không có nghe được thì về nhà mình có nghe lại thôi. Bài số 4, cái bài hôm bữa mà mình bảo khó có nghe không được. Con về nhà con có nghe lại không? Yes or no? Yes or no? Turn on your microphone. Okay, yes, okay. Right. Nếu như mà nghe lại thì con có thấy bài này nó dễ không? Nghe lại thì con thấy dễ hơn không? Hay là vẫn hay khó? Dễ hơn. Dễ hơn hả? Okay, right. Right. I give you, I already told you the answer, right? Bài lần trước thì cô cũng đã nói đáp án cho con hết rồi. Right. Rồi. Xem lại xem con điền đúng không nè, so sánh với đáp án mà con làm tại nhà xem đúng không nhé. Tại vì cái bài này lần trước mình làm rồi, tự kiểm tra đáp án thôi. Right. Chào, okay, you did a good job today, I'm very happy. Rồi, okay, so today we will move to another lesson. I will share another lesson to you rồi. Cô sẽ mở bài khác nha. Where is it? Right. We will move to the reading and writing task. Okay, bây giờ mình chuyển qua học bài đọc nha. Right. Here are the new words and here are the vocabulary you will learn today. Hôm nay là những từ mà mình sẽ phải học nha. Right. Đầu tiên. Okay.
Okay, so how, do you know how to pronounce this word? Con có biết cách đọc của từ đầu tiên này không? Từ cô đang chỉ nè. Fridge. Fridge, good. Rồi, chữ fridge là chữ ngắn gọn của cái chữ refrigerator. Oh, where are you? What happened? Oh no, I cannot see you anyone. Cannot hear you too. Where are you? Okay. Right. So, if you want to go out, please tell me and then turn off your camera later. Nếu như mà con muốn đi đâu, cứ giơ tay lên xin cô rồi sau đó mới tắt camera nha. Chứ tự dưng không thấy mình đâu hết lực của hết hồn. Right. We go back. Fridge and refrigerator sẽ là tủ lạnh ha. Cái này dễ rồi. Second word. Oasis. Oasis. Rồi con đọc từ này cho cô đi. Oasis. Where's the microphone? Microphone của con đâu rồi? Bật mic lên chưa? Okay, good. Oasis. No, no, not oasis. Ba âm. Oasis. Okay, one more time. Oasis. Thank you, Oasis. Okay, so this is an oasis. Do you know what an oasis is? Nhìn vào cái hình này thì cô bạn đây là một cái oasis. Ốc đảo, very good, very good. Where can you see an oasis? Ốc đảo thì nó thấy, mình thấy nó ở đâu ta? Sa mạc. Okay, very good, right. Right, good. Next word, we have guidebook. Guidebook, can you say it for me, please? Guidebook. Okay, guidebook. Okay, guidebook. This is a guidebook. A guidebook helps you to do many things. It tells you how to do things. Rồi, ở đây cái guidebook này sẽ là cuốn sách hướng dẫn ha. Sách hướng dẫn mình làm cái này, làm cái kia hoặc là hướng dẫn sử dụng một vật gì đó. Được chưa? Right? And we have the last word. Climb. Can you say it for me, please? Climb. Climb, climb, climb. Từ cuối nè, từ cuối. Climb. Okay. What is he doing here? What is he doing? He's climbing. He's climbing. Remember, I'm asking the question in present continuous. So you have to say he's climbing. Được chưa? Cô đang hỏi là anh ấy đang làm gì? Vậy thì ở hiện tại tiếp diễn là chuyện đó đang xảy ra. Con sẽ bảo là he is climbing. Rồi con nói lại đi. What is he doing here? He is climbing. Okay, he is climbing. Thank you. Climb ở đây là leo trèo. Được chưa? Rồi. Okay, can you read this word for me, please? Từ này cô mới chỉ xong là từ số 2. Microphone, microphone. Turn on your microphone. Turn on your microphone. Bật mic lên nào. Wait. Okay. Rồi, what is this word? How do you pronounce it? Con đọc tên này như thế nào? Oasis. That's right. Three syllables. Oasis. Good. Right. Rồi, từ sách hướng dẫn mình đọc sao mình nhỉ? Sách hướng dẫn. Guidebook. Guidebook. Good. Okay. Right. Okay. Now you know all the useful vocabulary. We can start our lesson now. Right. In part one of the reading test, you will have to match the column on the left with the column on the right. Okay. Rồi, bài này thì mình sẽ phải nối cột bên trái với cột bên phải. Okay, you will have time to do it and after to finish, I will correct. Rồi, bây giờ mình làm cho cô nhé, rồi xong sau đó cô sẽ sửa, được chưa? Okay, please do it, làm đi nha, cố lên, cố lên. Rồi, những tấm biển ở cột bên phải thì nó đang cần một cái lời giải thích cho những cái tấm biển này thì những cái lời giải thích đó nó đang nằm cột bên trái. Nhiệm vụ của con là nối những cái lời giải thích đến với những cái biển thích hợp nha. Remember, you have time to do it. Please do it. Rồi, con có thời gian làm nha, bắt đầu làm đi. Use annotate to do it on the screen.
Rồi, dùng annotate để làm trên màn hình cho cô luôn nhé. Ổn không Minh? Cố gắng lên nha, nếu như có thắc mắc gì hoặc không biết làm cô nào thì cứ hỏi cô. Ok, good. Right. You finished, right? Con xong rồi đúng không? Okay. Let's see. Okay, you already finished, right? I will start creating your exercise, right? Câu số 1. These are cheaper if you buy several of them. Rồi, câu này có nghĩa là mua càng nhiều thì giá càng rẻ, đúng không? Mua càng nhiều thì giá càng rẻ. You chose E. All this week buy 5 get 1 free. Rồi, con hiểu cái biển này có nghĩa là gì? Mình can you explain to me, con giải thích cho cô đi. Con hiểu cái biển này có nghĩa gì? Biển này là biển bé là cả tuần mua một tặng à mua bao nhiêu tặng bao nhiêu? Mua 5 tặng 1. Ok, mua 5 tặng 1, đúng rồi. Vậy thì mình có đáp án đúng của mình là câu số. Ok, ok. Sorry. Right, đáp án của mình là câu 1 là E. Very good, đúng rồi. Mua 5 tặng 1 thì đương nhiên là mua càng nhiều giá càng rẻ. Good. Right, 2. You can't get many different meals here. Tức là ở chỗ này thì bạn chỉ có thể gọi một số món thôi chứ không thể gọi nhiều món khác nhau được. Right, you chose C, soup and hot pies only. Meaning that they only sell soup and hot pies here. Ở chỗ này họ chỉ bán cái món soup và món bánh thôi. Okay, very good to see. 3. Put this in a cold place. Rồi, nếu như mà nói về một cái cold place ở nơi nào nó lạnh ơi là lạnh thì ở trong cái cột bên biển này mình có cái chữ fridge là hợp lý nhất, đó là fridge là tủ lạnh. Vậy thì phải giữ đồ ăn ở nơi lạnh là keep in fridge. 3A, good, correct. 4, you are too late to get a seat for this show. Okay, con dịch câu số 4 ra cho cô đi Minh. Con dịch câu số 4 ra cho cô đi. Câu số 4 là bạn đã có muộn để có chỗ cho cái ấy này. Cho cái buổi diễn này đúng không? Very good. Okay. 4 is G. Very good. All tickets sold, tức là vé đã bán hết rồi, không còn vé để cho cái để mua chỗ ngồi cho buổi diễn này nữa. Very good. 4G. And finally, we have 5. This place is not open all night.
Đấy, quán này nó không mở cửa xuyên đêm. Ok, quán không mở cửa xuyên đêm. Con chọn D. Door locked at midnight. Rồi, con dịch cho cô cái chỗ mà door locked at midnight. Con hiểu như thế nào đi Minh? Cái từ mà door locked at midnight tức là cửa khóa vào nửa đêm. Đúng rồi, cửa khóa vào nửa đêm. Cửa cho, cửa khóa vào nửa đêm. Rồi, nếu vậy thì tức là sau nửa đêm thì chỗ này không có mở cửa nữa. Rồi, đúng với cái ý của mình đang cần tìm ha, là không mở cửa xuyên đêm. Very good, 5B. All correct. Yay, all correct ha. 5 star, very good. Okay, did you have any question for me? Bạn có câu hỏi gì thắc mắc gì về bài này không? Any question? Right. Any question? Có câu nào mà có từ nào con không biết không? Không. Okay, good. Right. Right. We continue with part two. So in this part, you are going to read some sentences about Lisa and her friend Jane, right? And you will choose like the correct answer A, B, or C. Rồi mình sẽ đọc một vài câu và mô tả về Lisa và gọi bạn của Lisa tên là Jane ha. Rồi. Và mình sẽ phải chọn đáp án đúng hoặc A, hoặc B, hoặc C. Right. From number 6 to number 10, let's do it and I will check your answer later. Rồi, con bắt đầu làm đi nha. Rồi, mình tiếp tục làm đi nhá. Mình tiếp tục làm đi, ở chỗ cô đang mưa nên hơi ồn. Sorry Ming. Something happened. It was raining heavily outside, so I had to change spot. Rồi trời bên ngoài trời mưa quá cho nên là cô phải thay đổi chỗ ngồi. Và thành ra là nó rớt mẹ một chút xíu nha. Right. So sorry.
Okay. Oh no. So sorry. Okay, we should go back to our lesson now. Right. Do you still remember your answers? If you still remember, please circle them. Rồi nãy con đang làm đến câu nào? Con nhớ đáp án thì con phân tiếp cho cô nhé. I'm so sorry. Yeah. Okay, thank you. Thank you for understanding. Okay, you finished it. Okay, I will check your answer now. Right, number six. Let's get a video and watch it at my house this evening. She said, very good. Right, if you see the word video, rồi nếu như mà con thấy chữ video này thì có nghĩa là các bạn nên có thể sẽ xem phim chung với nhau đúng không? Rồi, mình có chữ xem phim thì sẽ là watch the video. Very good. Lúc này ở đây chỉ là nhìn thôi, nhưng mà còn watch sẽ là xem. Rồi, và mình có listen là nghe thì đương nhiên là đáp án này sai rồi. Right, correct answer is B. Very good. Seven, that's a great idea. That's a great idea. Rồi, ý kiến tuyệt vời luôn. Number eight, they went to the video shop and chose a film with their favorite actor in it. Very good. Chose ở đây sẽ là chọn, con chọn lựa cái gì đó. Rồi, con chọn. A, they chose A, and meaning that they chose a film. Rồi, họ chọn một bộ phim để xem chung với nhau ha. Nine, right, they chose C, very good. Cans of cola, cans sẽ là những cái lọ. Cups, mình có cups, đáp án B sẽ là những cái ly. Plate, ở đáp án A là đĩa. Rồi, vậy thì ở đây mình thấy cola là đồ uống thì chỉ có cans of cola, những cái lọ Coca-Cola đó, thì nó hợp lý nhất. Very good. 10. Right. 10. You should choose enjoy. Enjoy. Right. Và mình có lưu ý nhỏ. Nếu như mà con thấy chữ laugh á. Rồi nếu như mà con bảo là muốn cười vào cái gì đó. Cười cái gì đó. Thì phải là to laugh at cộng với danh từ. Right. Laugh at mới đúng à. Con chọn laugh. Nhưng mà đằng sau chữ laugh này không có giới từ at. Thì đây không phải là đáp án chính xác. Được chưa? Right. Any question, Ming? Okay, are you? Okay, no, you don't have any question. Thank you. Okay, so if you don't have any question, we are going to move to the next part, right? You did a good job, only one mistake. Remember, laugh at something, right? There's no at here, so enjoy is the correct option. Rồi, không có at thì enjoy sẽ là đáp án đúng của mình. Right? Part 3. Rồi, ở trong phần 3 này, con sẽ lựa chọn một cái câu hồi đáp. Để tạo thành một cuộc hội thoại có nghĩa ha. Okay. Choose A, B or C. Right. Con làm đi nhá. Okay, you do it and I will check it later. Do your best. Cố gắng lên.
I will check your answer. Rồi bây giờ cô kiểm tra ba cho cô trả lời xem của con có đúng không nhé. Number 11, let's walk to the park. Rồi ở đây là một bạn đang rủ rê mình đi đến công viên chung đúng không? Rồi, you chose A, all right, meaning okay, yes. Rồi con chọn all right, nó cũng đồng nghĩa với chữ yes, okay, kiểu như là đồng ý với lời mời rủ đi đến công viên ha. Right, good job, A is the correct answer. Number 12, when did you arrive? What does this question mean, Ming? Câu số 12 này có nghĩa gì nè? Câu số 12 có nghĩa gì? Can you tell me the Vietnamese meaning? Nói cho cô biết nghĩa tiếng Việt được không? Number 12. Number 12. Minh, can you hear me? Con có nghe rõ cô không? Hay là cô tiếng mưa ổn quá không nghe rõ rồi? Có nghe thế. À, con có nghe đúng không? Rồi cô đang nhờ mình là nói cho cô biết nghĩa tiếng Việt của câu số 12. Được chưa? Cô đang nhờ mình nói cho cô biết nghĩa tiếng Việt câu số 12 rồi. Right. Con nói đi. Nói đi ngạ không nói à? What is the meaning of the question number 12? Bên này mở mic lên nói chuyện đi nào. Để cô một mình nói chuyện vậy thôi hả? Minh. Yeah. Ok, focus, tập trung vô nhé. Tập trung vô khi mà cô hỏi Minh là dịch gì, Minh hãy là Minh dịch cho cô nhé. Đừng có để cô trò như vậy. Cô lại tưởng là Minh không nghe cô nữa cơ. Tưởng nghỉ chơi cô rồi. Đấy, cô bảo Minh làm gì? Nữa là tắt mic rồi, là tắt mic rồi. Là tắt mic rồi. Are you there? Rồi. Đừng tắt mic nha Minh nha, đừng tắt mic. Bật mic lên để cô qua có gì rồi cô chào mình nói chuyện với nhau chứ con tắt mic rồi có mình con nói chuyện cô buồn lắm chứ. Right. Number 12, when did you arrive? Bạn đã đến đây khi nào thế? Bạn đã đến đây khi nào thế? Được chưa? Câu hỏi mà có did, tức là đã xảy ra trong quá khứ rồi, vậy thì mình phải kiếm một cái thời gian nào đó ở trong quá khứ đúng không? Tomorrow, trong tương lai, không đúng. For 2 days, câu này chỉ đúng khi mà mình câu này chỉ đúng khi mà cái câu hỏi là bạn đã đến đây được bao nhiêu ngày rồi đó. Vậy thì ở đây chỉ còn đáp án yesterday là đúng nhất thôi. Okay, number 13, C. Okay, shall I open the window? Tôi mở cửa nhé. Cô trả lời yes please. Chính xác. 14, I got a letter from Paul this morning. Tôi nhận được một lá thư từ Paul vào sáng nay. Con chọn B, last night. Được nhỏ. Good, okay. Number 15, how is your sister? Very good. Right, câu hỏi, how is someone? Là hỏi thăm sức khỏe của người ta. Vậy thì mình trả lời very well, đúng, chính xác. Right. Minh ơi, are you listening to me? Minh ơi, con có đang nghe cô không? Có. Okay. Try to talk to me more. Nói với cô nhiều hơn để cô nói cùng mình không hả? Right. Okay, Minh. From question 16 to 20, I will give them to you as homework. 16 đến 20 là bài tập về nhà của mình nhé. 16 đến 20 là bài tập về nhà. Rồi, 28 cho tới 35 cũng là bài tập về nhà luôn. Rồi, mình chuyển đến phần tiếp theo. Có liên quan một chút xíu về từ vựng. Right. Okay, in part 6, you will be given a sentence that describes the meaning of a word and you have to guess what word it is. Rồi, con sẽ có một cái câu mô tả, một cái từ vựng ở đây, đúng không? Rồi, và con phải đoán xem cái từ vựng đó là gì, được chưa?
Rồi nó có gợi ý cho con là chữ cái đầu tiên của từ đó và số chữ cái trong từ. Right? Ví dụ mình có you sleep in this at night. Rồi đây là cái mà con ngủ ấy. Rồi con sẽ ngủ vào chỗ này vào ban đêm và buổi tối thì nó là bed. Right. Okay, you have five words. You have five words. 36. People sit around this to eat their meals. Rồi, con dịch cho cô được câu số 36 này không? Câu số 36, 36, what does it mean? Câu 36 này. Là mọi người ngồi quên ăn. Ăn, rồi để ăn đúng không? Rồi vậy thì người ta thường ngồi quanh cái gì? Người ta ngồi quanh cái gì để ăn cơm? Là quên bàn ăn ở table. That's right, table. Very good. Good job. Right. Number 37. You can keep your clothes in this. Rồi. Đây là chỗ mà con sẽ cất quần áo. Cất quần áo thì con sẽ cất ở đâu nhỉ? Cất trong tủ quần áo à? À đúng rồi, cất trong tủ quần áo. Con có nhớ tủ quần áo tiếng Anh là gì không? À, không. Không hả? Okay. Right. Tủ quần áo. Tủ quần áo ô quan cupboard. Okay, cupboard. Right. Number 38. You wash yourself with soap and water in this. Rồi, con sẽ tắm bằng gì? Shampoo. Shampoo. Is that right? Is that shampoo? How many letters are there in the word shampoo? Shampoo có bao nhiêu chữ cái nhỉ? Mình nhỏ con đếm khẩu cơ chữ shampoo có đủ. Con nhớ là 6 chữ ạ. 6 chữ hả? Rồi mình đếm thử nhé. Shampoo. Wait, where is it? Shampoo. S-H-A-M-P-O-O. Shampoo has 7 letters. Shampoo has 7 letters. So it is not right here. Ở chỗ này nó chỉ có 6 chữ cái thôi. 6 chữ cái rồi. Rồi, cái nhà tắm con gọi là gì nhỉ Minh nhỉ? Cái nhà tắm con gọi là gì nhỉ? Nhà tắm gọi là bathroom à? Bathroom, đúng. Bathroom là một chữ. Rồi con đọc kỹ là câu số 18, 38 nè. You wash yourself with soap and water in this. Rồi, khi mà con đi tắm thì con sử dụng xà phòng đúng không? Xà phòng và nước ở trong cái chỗ này, trong chỗ này. Không, trong chỗ này thì ở đây nhà tắm nó còn một chữ khác nữa đó là shower, được chưa? Shower. Right. Good. 39. You look through this to see outside. Rồi, để nhìn thấy được bên ngoài thì con phải nhìn qua cái vật này. Can you guess? Can you guess? Con sẽ nhìn qua cái gì để thấy được cảnh vật bên ngoài mình? Con sẽ nhìn thấy cái gì để con nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài? Nhìn qua cửa sổ. Okay. Window. That's right, window. Window. Where is it? Window, is it window? Very good, window. 40. People often put books or flowers on this. Rồi, mỗi nhà người ta thì... Đây là bình hoa, cái bàn gì ạ? Chắc không, chắc là đã bàn không? Rồi vô nhà người ta thì người ta để hoa này, để sách ở trên cái gì nhỉ? Để hoa, để sách trên cái gì? Đặc biệt là sách á, sách người ta để trên đâu? Trong tủ sách á. Trên tủ sách hoặc là trên kệ, trên một cái kệ. Rồi, thường thì nhà con cũng sẽ để sách hoặc là để đồ dùng trên kệ đúng không? Vậy thì cái kệ ở đây là cái gì Minh nhỉ? Kệ Rồi, Minh cho cô biết chữ kệ sách tiếng Anh là gì đi. Minh cho cô biết chữ kệ sách tiếng Anh là gì đi. Cái từ kệ là shelf. That's right, good, đúng rồi, good, rồi, good, very good. Bởi vì kệ sách tiếng Anh là bookshelf. Chính xác, kệ sách tiếng Anh là bookshelf, vậy thì mình rút ra được là cái kệ sẽ là cái shelf. Good, đúng rồi, good, good, very smart, very smart. That's right, shelf, okay, rồi, mình xem lại nhé. Câu số 36, people sit around this to eat their meals. Người ta sẽ ngồi quanh vây quanh cái này để ăn cơm tối chung với nhau. Vậy thì người ta sẽ ngồi quanh cái bàn đúng không? Table. Good. You can keep your clothes in this. Rồi đây sẽ là nơi mà con để quần áo. Cupboard. Cupboard. Để quần áo trong cái tủ quần áo. Good. Number 38. You wash yourself with soap and water in this. Soap ở đây sẽ là xà phòng ha.
Rồi mình tắm bằng xà bông, xà phòng với cả nước ở trong cái chỗ này. Thì chỗ này sẽ là shower. Shower là chỗ vòi hoa sen hoặc là cái phòng tắm, gọi phòng tắm là shower cũng được. Rồi, you look through this to see outside. Rồi, để nhìn được cảnh vật bên ngoài thì con sẽ nhìn qua cái cửa sổ, window. And 40, people often put books or flowers on this. Rồi, người ta sẽ để hoa và hoặc là sách lên trên cái đồ vật này, sẽ là cái kệ. Rồi, good job. Rồi, học được một số từ mới ha. Right. Okay. So we do have another exercise here. We do have another exercise here. Right. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một nửa bài này thôi, rồi mình có thể là sẽ nghỉ nhá. Mình làm một nửa bài này rồi mình nghỉ, rồi bài hôm sau mình sẽ tiếp tục. Rồi, in part 7, you will fill one word, only one word, into question 41 to 40. Con điền một từ vào cái lá thư này, điền từ số 41 cho tới số 50. Con chỉ điền một từ duy nhất thôi. Right. So this is a letter from Jacqueline to Isabella, right? And a response. So this is a letter from to Jacqueline from Isabella. And another letter from Jacqueline to Isabella. Okay, you have to fill in question 41 to 50. But now you only have to fill from 41 to 44 first, and the rest we will do it in the next class. Hôm nay thì mình không cần nhiều thời gian, cho nên là mình giúp cô điền số 41 cho tới 44 được không? 45 cho tới 50, hôm sau mình điền tiếp nhé. Only one word. Ok, mình đợi con đi. Con đọc luôn đúng không cô? Hả? Bên này con đọc luôn hả? Câu 41. Thì con đọc một lúc để làm một bài luôn. Would you like to come with, to the cinema with me after school today? We can go to see Pocahontas at the ABC cinema. The film starts at 6 o'clock. Shall we meet outside the cinema? Oh, well, that's impressive. Everything is correct from 41 to 44. Right. Right. Come to the cinema, đi đến đâu đó. Come with me, đúng không? Đi với ai đó. Và start at 43, đúng không? Bắt đầu vào lúc mấy giờ? Và shall we? Đó, chúng ta có thể gặp nhau ở ngoài rạp chiếu phim thì không? Very good. Okay. Nếu mà đang đè như vậy thì mình làm luôn 45 đến 50 thôi. Còn có 5 câu nữa à. Rồi, đọc thử cho cô nhé. Con đọc thử câu 45 cho tới câu 50 luôn nè. Xong cái này thôi mình nghỉ luôn nhé. Cô cứ tưởng là làm lâu lắm cười. Nhưng mà không, mình làm lẹ quá. Làm lẹ quá thì làm hết luôn 45 đến 50 luôn. Rồi, nhớ là điền duy nhất một chữ thôi nhé. 45 cho tới 50. I am very strong. But I can go to the cinema with. Go to the cinema at evening. My mother has. Go work. Mm-hmm. And I was going to cook dinner. Why don't you? Dù là gì ạ? Con có thể xài chữ ask, cũng như là hỏi Karen xem đi chung không. Con có thể xài chữ ask. Huh? Why don't you ask Karen to go? I hope you like the film. I hope she or he liked the film. You can tell me go. You can tell me go eat tomorrow. Okay, thank you. So now we will see the answer from 45 to 50. Right, 45. I can't go to the cinema this evening. Right, đó.
Rồi, con nhìn ở trên cái bức thư trên là cái bạn Isabel ấy, bạn Isabella, bạn rủ bạn chắc như là đi xem phim tối nay không, vào hôm nay không, đúng không? Đó, thì khi mà trả lời lại thì chắc Linh sẽ bảo là không thể đi xem phim tối nay được. Tối nay sẽ là this evening, được chưa? This evening. Còn bạn ở trên, bạn đang rủ đi xem phim tối nay không? Bạn này ở dưới trả lời là không xem phim tối này được. Chứ mình cần điền vào đây đó là this evening để nó rõ nghĩa là tối nay. 46. Rồi, khi mà con trả lời là has go work thì là không được rồi. Has to work. Rồi, have to cộng với verb có nghĩa là phải làm gì đó, được chưa? Phải làm gì đó. Has to cộng với verb là phải làm gì đó. Vậy ở đây my mother has to work, tức là mẹ tôi thì phải làm việc. Rồi, câu số 17. Khi mà con nhìn thấy cứ going này này, mình con nhìn thấy cứ going to này, going to, thì con phải để ý là đằng trước đáp án sẽ là I am thêm to be vào nha. Going to là trước có to be ở đây xứng với ngôi I sẽ là am. I am going to cook dinner, right? Rồi, câu số 48. Ở đây mình có 3 từ. Ask là hỏi, đúng không? Invite là mời. Đó, get ở đây cũng có thể hiểu là rủ nè. Đó, vậy 3 cái từ này có nghĩa là mời mọc rủ rê. Đó, vậy thì mình điền vào chỗ này. Ask hoặc invite hoặc get đều đúng. Còn lại con điền ask ở đây nè. Good. Câu số 49. I hope you like the film. Đó, hy vọng rằng bạn sẽ thích bộ phim. Được chưa? Hy vọng bạn sẽ thích một bộ phim. Rồi, câu số 50. Ở đây mình điền about. Tell me about it. Kể cho tôi nghe về nó vào ngày mai. Chờ, điền about mới là đúng. Rồi, đó, từ 41 tới 44 làm đúng quá trời luôn. 45 đến 50 sai quá trời. Ok, do you have any question for me? No. Ok, no. Do you understand this part? Con có hiểu bài số 7 này không? Do you understand? Có. Okay, yes, thank you. Right. Okay, so I will give you some homework and I will check it on Monday. Okay. Thứ hai mình cũng sẽ kiểm tra bài tập và con đáp án cho cô ngay luôn nhé để cô sửa trên lớp luôn. Okay. Thank you so much, Roy. Okay, you can sleep now. Right. Finish your homework and then go to bed early. Rồi làm bài tập xong đi ngủ sớm nha. Okay. See you. Yes. Goodbye. Goodbye. Goodbye.